Ta là Tiểu Vũ, Vũ trong Khiêu Vũ. Ta có một thanh xúc xích lớn, có muốn ăn thử không? Nóng hổi đây. Bảo vệ mọi người là trách nhiệm của ta. Hạo Thiên Truy, võ hồn của lão tử là Phượng Hoàng đó nha. Đấu La VNG, live page ngay.